Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Thảo Yến Hoan, chúng tôi trở lại với tất cả quý khán thính giả. Ngày hôm nay quý vị nghe rất nhiều về những vụ biểu tình chống chích ngừa. Điều này làm chúng ta vô cùng ngạc nhiên, nhất là những người Việt Nam, cộng đồng người Việt chúng ta chích ngừa đầy đủ. Nếu quý vị nghe tin tức ở Sài Gòn, không biết có thật hay không, nhưng mà họ nói rằng 99%, coi như là vào khoảng 10 triệu dân, 9 triệu mấy dân Sài Gòn, chích ngừa ít nhất một mũi. Và chúng ta thấy trên tin tức đó, nghĩa là vừa nghe được chích ngừa, họ xếp hàng, nghĩa là dài cả cây số luôn để được đi chích ngừa. Nhưng mà điều này không xảy ra ở Mỹ, mà phải chi mọi người, như là người ở Việt Nam chúng ta hoặc là Sài Gòn thì đã đỡ biết bao nhiêu. Ngoài cái chuyện phụ huynh chống lại cái việc mà chích ngừa cho trẻ em, mặc dù bây giờ chưa, FDA bản tin ghi nhận được, họ nói chắc có lẽ phải vài tuần nữa họ vốn đang xét tất cả các dữ kiện do Pfizer đưa ra cho phép trẻ em từ 5 tới 11 tuổi được chích ngừa. Thì FDA nói là vài tuần lễ nữa thì may ra họ sẽ công bố chính thức. Tuy nhiên ông thống đốc Gavin Newsom thì ông nói rằng ông không có bắt buộc, nhưng mà ông nói như thế này: nếu trong trường hợp mà FDA chuẩn thuận thì yêu cầu các phụ huynh đưa mấy đứa nhỏ đi chích ngừa, bởi vì 5 tới 11 tuổi, thế thì xảy ra các cuộc biểu tình khắp nơi. Đó là chuyện của phụ huynh. Bây giờ ngoài phụ huynh, cảnh sát, công nhân, mà đặc biệt là cảnh sát Los Angeles, thưa quý vị, tin tức mới nhất ghi nhận được đó, cảnh sát trưởng Los Angeles tuyên bố, ông Alex Villanueva nói rằng ngày hôm nay ông sẽ không có tuân theo lệnh của quận Los Angeles để bắt buộc cho sở cảnh sát 18.000 nhân viên người lớn phải chích ngừa nếu muốn đi làm. Thì quý vị thấy không? Một người cảnh sát trưởng được thuê mướn vào để làm việc mà bây giờ chống như vậy thì mình đuổi luôn cả ông cảnh sát. Thế nhưng cái vấn đề khó ở đây đó, đuổi ông cảnh sát trưởng luôn đó, thì nó cũng phiền. Bởi vì nếu xảy ra cái tình trạng mà biểu tình hiện nay, freedom not fear, quyền tự do là trên hết chứ không phải là sự sợ hãi, thì bây giờ đó, sở cảnh sát không những ở Los Angeles, mà chúng tôi thấy ngày hôm nay nè, ở Washington nè, Chicago nè, Detroit, rất nhiều các sở cảnh sát họ nói rằng nếu bắt buộc họ phải chích ngừa, họ không thèm đi làm luôn nữa, coi ai chết. Cái vấn đề lớn ở đây đó, mặc dầu là cứng nhắc với những cái tin tức này bắt buộc, bởi vì sao thưa quý vị, lệnh ở trên mang xuống, lệnh của liên bang và các thành phố có những cái hợp đồng hoặc là tuân thủ theo cái lệnh của liên bang thì bắt buộc các nhân viên nhà nước phải chích ngừa. Mà trong số này thưa quý vị, kể cả những sở cảnh sát, nhất là cảnh sát Chicago, Washington ngày hôm nay, họ xuống đường luôn, họ không đi làm, họ xuống đường biểu tình, bởi vì hôm nay cũng là cái ngày mà hạn chót những người cảnh sát và nhân viên của sở cảnh sát, không phải phục vụ trong ngành cảnh sát nhưng mà làm việc về giấy tờ cho chính quyền thành phố thôi, cũng phải chích ngừa nữa. Và một cái điểm mà đáng lưu tâm hơn nữa, riêng với Los Angeles đó, 230 cảnh sát đã chết trước khi mà diễn ra cái việc mà chích ngừa. Rồi sau đó đó, nhiều người không chịu chích ngừa cũng bị lây nhiễm và tốn kém cho sở cảnh sát rất nhiều, bởi vì tiền bảo hiểm và vấn đề mà chăm sóc dịch vụ y tế phải trả cho những người cảnh sát này. Ấy vậy mà dù có mấy trăm người cảnh sát đã chết vì COVID-19, họ nói rằng tôi không thích chích ngừa, tôi nghĩ rằng tôi khỏe rồi, không cần chích.
nếu bắt tôi chết tôi ở nhà. Thì bây giờ vấn đề chính là chờ đợi xem coi sở cảnh sát Los Angeles sẽ thực sự là có yêu cầu các nhân viên, nhưng mà ông cảnh sát trưởng ngày hôm nay tuyên bố là ông không có yêu cầu ai hết á, và ông cũng chẳng có thi hành cái lệnh ép buộc người ta phải đi chích ngừa. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì vài ngày qua đó, chính quyền của Tổng thống Biden đang bị chỉ trích sau khi mà bị tờ Washington Post họ phát hiện là từ cuối tháng 8 cho đến những chuyến bay cuối cùng mà cái tờ này phát hiện được đó là cuối tuần qua, họ liên tục, chính quyền đó liên tục thực hiện những cái chuyến bay mà hơn 90% những cái chuyến bay này là những cái chuyến bay đêm, thưa quý vị, chở di dân lậu từ phía Texas về những cái detention center ở tại, đặc biệt là New York, nhiều nhất là ở New York, rồi sau đó chuyển về các nơi tiểu bang lân cận như là New Jersey, Connecticut, rồi có cả Florida nữa. Thì đây là một trong những cái hình ảnh mà tờ Washington Post họ âm thầm họ theo dõi suốt gần một tháng trời. Thì họ nói là đa số đó những cái chuyến bay bắt đầu bay là từ khoảng 10 giờ tối trở đi từ phía Texas và thường đáp xuống ở phi trường Westchester County Airport của New York. Mà như quý vị thấy đó, là những người mà bước từ những cái chuyến bay này xuống là di dân bất hợp pháp. Báo chí họ chụp được, họ ghi nhận đó là đa số là trẻ nhỏ dưới 18 tuổi, rồi có những đứa nhỏ mới có 3-4 tuổi thôi, toàn bộ là minors hết. Lâu lâu mới thấy là có đàn ông, thì chắc là đây là những người cha của những đứa nhỏ này cho nên mới được phép đi cùng. Và ngay lập tức tất cả những người này sẽ được dồn lên những cái chuyến xe bus và chạy ngay trong đêm đi về những cái detention centers của cơ quan ICE địa phương. Thì đây là cái bản đồ mà cái tờ Washington Post họ họ lập ra sau khi mà họ liên tục theo dõi trong một khoảng thời gian dài. Thì đặc biệt đó, họ nói rằng khi mà có những chuyến xe bus mà khi mà chạy ban đêm đó, khi mà thấy xe của phóng viên đi phía sau chụp hình đó, thì những người tài xế này đó bất ngờ đạp ga rất là nhanh, thưa quý vị, đa số là muốn chạy khỏi cái tầm ống kính của phóng viên. Và có nhiều khi ký giả họ nói là có một cái người tài xế chạy lên trên 80 mile một giờ nữa, khiến cho ký giả họ không dám rượt theo nữa, sợ xảy ra tai nạn, mà trên xe toàn là con nít không. Thì bây giờ đó, tất cả theo như bây giờ tờ Washington Post họ lấy được cái flight tracking data, thì họ thấy là những cái chuyến bay này đã bắt đầu là từ cuối tháng 8 và tính cho đến bây giờ đó đã chở khoảng hơn 2.500 minors, di dân bất hợp pháp dưới 18 tuổi đến các khu vực này đây, thưa quý vị. Và đến bây giờ thì rất nhiều những cái detention center họ đếm được là ở cả Tallahassee, Jacksonville của Florida cũng có, rồi Danbury của Connecticut. Thì sáng ngày hôm nay, ông thống đốc Florida Ron DeSantis sau khi mà nghe được cái báo cáo này đó, thì tất nhiên là ông này ông rất là phẫn nộ và ông đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Biden. Ông nói rằng cái chính sách mà mở cửa đường biên giới đó của chính quyền Biden đã không có giải quyết được gì. Thì bây giờ tòa Bạch Ốc đó bây giờ đang muốn đối phó với cái tình trạng này bằng cách ban đêm chuyển hết những cái người này đi về, nhưng mà chuyển đi đâu, chuyển qua thả vào những cái tiểu bang khác, trong đó có cái tiểu bang của ông. Thì ông nói rằng bây giờ ông phải đi dọn dẹp những cái đống mà chính quyền Biden đang thả vào trong tiểu bang của ông. Và trong thời gian qua, nhiều người nhìn thấy tình hình địa ốc, họ rất là bực bội bởi vì nhà mà trả offer nữa, mấy chục cái offer một lúc luôn, và trả có những căn 80.000, 90.000, có căn chúng tôi nghe trên 100.000 đô la để mua được một căn nhà. Tình hình địa ốc lúc này như thế nào? Theo các chuyên gia có khuynh hướng đi xuống. Tin vào sáng ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận được là giới xây dựng nhà cửa đó đã giảm cái số nhà họ xây mới. Không phải là vì do cái tình trạng mua giảm, mà thiếu hụt công nhân. Chúng tôi gửi thêm quý vị bản tin này, mà trong số những cái nhà xây dựng, kể cả Zillow nữa, ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé.